chào toàn thể bà con đã quay trở lại với kênh video của công ty Tiến Linh. Trong video lần này tôi sẽ hướng dẫn bà con cách tăng chỉnh dây gô loa để đảm bảo máy hoạt động ổn định. Để tăng chỉnh được dây gô loa, bà con tháo ốp bảo vệ dây gô loa ra, tháo hai con ốc này ra. Bà con dùng T10 hoặc là cờ lê 10 nhé. Bà con xoáy ra. Sau khi tháo được ốp bảo vệ dây gô loa rồi thì bà con tiến hành kiểm tra dây gô loa bằng cách bóp tay vào như này và kiểm tra khoảng cách giữa hai dây gô loa. Trường hợp khoảng cách này lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2,5 phân thì không đạt tiêu chuẩn, bà con phải thực hiện căng chỉnh dây gô loa sao cho phù hợp. Trong trường hợp này, khoảng cách giữa hai dây gô loa đang nhỏ hơn 2,5 phân tức bị trùng, bà con tiến hành thực hiện các bước tiếp theo để tăng chỉnh dây gô loa. Tiếp theo, bà con lấy lỏng ốc giữa hai bu ly điểm ốc này nhé. Bà con dùng T12 hoặc cờ lê 12 bà con lấy lỏng ra. Và bà con lấy lỏng 4 ốc chân động cơ. Lấy lỏng ra thôi, không phải xoáy bỏ cả ốc ra. Chúng ta chỉ lấy lỏng ra thôi. Sau khi lấy lỏng ốc ra rồi thì bà con tiến hành kéo động cơ về phía trước. Trong trường hợp dây gô loa của bà con đang bị căng thì bà con kéo lùi lại về đằng phía tay càng. Khi bà con lấy lỏng được ốc ra rồi thì bà con dùng thước hoặc là bà con dùng một thanh sắt hộp để đặt lên bề mặt của bu ly. Bề mặt của hai bu ly trước và bu ly sau. Và bà con đặt lên bốn điểm này bằng nhau mà không có điểm hở. Thì bà con siết tạm thời nhé. Khi mà chúng ta kéo lên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ siết tạm thời con ốc chân động cơ này. Siết tạm thời vào. Và bà con tiến hành kiểm tra xem dây gô loa của chúng ta đã vừa căng xem đã đạt chưa. Sau khi đã điều chỉnh theo tiêu chuẩn là 2,5 phân rồi thì bà con siết ba ốc chân động cơ còn lại và một ốc tại vị trí này, ốc giữa hai bu ly nhé. Bà con siết lại. Sau khi đã hoàn thành tăng chỉnh dây gô loa, bà con lắp lại ốp bảo vệ dây gô loa. Bà con siết lại. Sau video này, chúng tôi tin rằng bà con có thể hoàn toàn tự tin khi xử lý lỗi này, khi gặp phải cũng như sử dụng máy một cách tốt nhất để tăng tuổi thọ của máy. Nếu bà con còn thắc mắc thì hãy để lại bình luận bên dưới hoặc gọi trực tiếp đến số điện thoại 0399 435 111. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ trả lời cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.